Các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Kết Tinh Tìm Đường, ghi lại những đúc rút và cảm nhận về cuốn sách Một Đời Như Kẻ Tìm Đường của giáo sư Phan Văn Trường. Mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Các bạn thân mến, tôi đố các bạn định nghĩa được tình yêu là gì? Có lẽ nếu chúng ta có hàng nghìn, hàng vạn những diễn đàn về tình yêu cũng chưa thể đủ để khám phá dư vị tuyệt vời của nó. Tình yêu của mỗi người, không ai giống ai, đều là thứ quà tặng vô giá trong cuộc sống này. Chương 9, Một Đời Tình Cảm của sách Một Đời Như Kẻ Tìm Đường khiến tôi cứ cảm thấy lấp ló hình ảnh của một người từng trải tâm tình về chuyện yêu, chuyện cưới, thậm chí là chuyện chia tay rồi lại tái hôn. Quả thực nếu không đọc từ đầu thì chắc bạn sẽ ngỡ đây là một phần chia sẻ tình yêu riêng tư của thầy, hay có thể là một đôi câu chuyện phím. Nhưng mà khi đã đọc từ đầu tác phẩm, câu chuyện về dư vị tình yêu cứ vẫn vương mãi trong tôi. Là người Việt Nam lại bôn ba làm việc và học tập ở nhiều nền văn hóa, thầy nhận thấy biểu hiện chung của người Việt Nam chúng ta về tình cảm như thế này. Trong lĩnh vực tình cảm, người Việt chúng ta là một dân tộc vừa quá giản dị lại vừa quá phức tạp. Lúc phải thật giản dị thì chúng ta phức tạp, nhưng lúc cần cân nhắc kỹ càng, chúng ta lại cứ nhanh nhẩu nhảy vào chảo nước sôi. Ở đây tôi muốn nói, chúng ta thường quá vội vàng, mù quáng trong tình yêu, lẫn lộn mọi cảm nhận và cuối cùng là tự dối lòng. Ngẫm lại lời của thầy, tôi cảm thấy cần có trách nhiệm góp nhặt những hiểu biết về tình yêu, chí ít cũng hiểu đôi nét về bản chất của thứ tình cảm đẹp đẽ thiêng liêng này. Và tôi lại bị cuốn đi bởi những luận giải, chiêm nghiệm về tình yêu vừa sâu sắc lại vừa hài hước mà thầy viết. Với những ai đã đọc hết chương 9, tôi có thể dám chắc các bạn sẽ phì cười khi nghe thầy nhắc về tình yêu bằng một lối kể hóm hỉnh, bất ngờ và đầy ẩn ý, lại vô cùng bồng bềnh về tình yêu. Hôm nay tôi, với tư cách là một người trẻ, đang yêu, xin chia sẻ về những điều thú vị cùng các bạn nha. Điều thứ nhất, tình yêu là việc khó lý giải ngọn ngành. Chính thầy cũng thừa nhận không ai trên đời này là chuyên gia của tình yêu cả. Bản thân thầy cũng từng chết chìm, chết nổi vì thứ tình cảm của tuổi thanh thiếu niên. Tuy nhiên, thầy vẫn bảo: bạn sẽ vững tâm hơn, thoải mái hơn và an nhiên hơn nếu ngay từ đầu bạn hiểu rõ bản chất của tình yêu. Thắm thiết nhưng vẫn lỏng lẻo, sâu sắc nhưng vẫn hời hợt, bất diệt nhưng vẫn chốc lát, đẹp nhưng vẫn có chút nhơ, thiêng nhưng vẫn có tí phàm tục, thành thật nhưng vẫn giả dối. Thảo nào có lần tôi tò mò hỏi bố mẹ tình yêu đối với bố mẹ là gì, bố mẹ chỉ nhìn nhau cười rồi nói: bố không biết tại sao lại thương mẹ con, chỉ biết là không phải mẹ thì không ai nữa. Quả là khó hiểu thật. Vì thế khi bước vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, tôi cũng không cố công lý giải những cảm xúc tự nhiên của mình, chỉ là lắng nghe thật rõ trái tim mình, đồng thời cũng lắng nghe nhiều trải nghiệm của người khác để biết cách tự mình chăm chút cho tình yêu của mình đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Thực ra đâu ai có thể biết trước được ngày mai bạn nhỉ. Nhưng nếu không sống với tình yêu hôm nay thì sao gặt tình yêu ngày mai được chứ. Điều thứ hai, chỉ có mình mới có quyền năng tối thượng để lựa chọn tình yêu của mình. Thầy chia sẻ rằng thầy đã đọc những lời tâm sự đẫm ướt nước mắt của người phụ nữ trên các báo, rồi họ hỏi: liệu tôi có nên lấy người này làm chồng hay không, liệu tôi có nên ly dị không. Mà đáng ra câu hỏi này không nên được hỏi, bởi lẽ câu trả lời chỉ có thể là câu của chính người hỏi mà thôi. Chính ta mới biết ta có nên không, chứ không phải bất kỳ ai khác. Nếu không ý niệm được điều này, ta sẽ có xu hướng bị dẫn dắt bởi cảm xúc hay lời nói của người khác để hành động. Do đó yêu cũng là sống, chỉ mình mới có thể biết mình cần gì mà thôi. Đừng hái trai xanh non, đừng vội vã bước vào cuộc yêu khi chưa sẵn sàng. Nhiều cô gái vội vàng kết hôn chỉ vì bạn bè xung quanh liên tục lên xe hoa, hay có khi chỉ vì muốn sắm cái áo cưới đẹp thật sớm để khoe bạn.
Còn nhiều bạn nam thì cưới vợ cho bố mẹ yên lòng, để rồi sau đó rộng bề bay nhảy. Chẳng trách, chẳng chóng thì chày họ vỡ mộng về hôn nhân, vỡ mộng về đối tác, để rồi đi tới quyết định ly hôn. Cả hai đều hái trái còn xanh, trái vừa chua vừa chát. Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với thầy. Tình yêu cũng là một lựa chọn như bao lựa chọn khác trên đời. Quyền năng tối thượng là ở chính ta. Nếu mọi sự chín mùi, ta sẽ ít rủi ro hơn. Bằng không, ta sẽ lẩn quẩn trong những mớ bồng bông không lối thoát, hoặc lối thoát vô cùng hẹp trên hành trình yêu và sống. Thầy cho rằng ở tuổi chín chắn hơn, con người sẽ ít tranh chấp hơn, dễ thông cảm hơn, ít gây mâu thuẫn, thậm chí ít xung đột hơn. Thêm tuổi, con người sẽ có xu hướng tương đối hóa mọi việc, đánh giá ôn tồn hơn, vì chính mình đã học được nhiều bài học về sự khiêm tốn. Điều thứ ba, tình yêu thì ai cũng có, nhưng văn hóa yêu thì chưa hẳn. Qua những tâm tình của thầy, tôi không chỉ biết được yêu là gì, mà còn cho tôi gọi tên một giá trị thiêng liêng, văn hóa yêu. Quả thật, những hành xử của chúng ta dành cho tình yêu thế nào thì cách sống của ta như thế ấy. Văn hóa cá nhân ra sao thì văn hóa tình yêu thế ấy. Thế nên tình yêu luôn ở quanh ta, nhưng dư vị của tình yêu đích thực thì chỉ hiện diện ở những người có văn hóa yêu. Mà điều này phải là kết quả của sự rèn luyện đấy nha. Nó không tự nhiên mà đến được. Thầy không ngạc nhiên khi nhìn thấy những biến đổi văn hóa tình yêu trong xã hội Việt Nam hiện đại ngày nay. Tôi đã chứng kiến sự lột xác nhiều lần về ý niệm tình yêu trong xã hội chúng ta. Chỉ ít năm trước thôi, trinh tiết vẫn còn được xem là điều thiêng liêng. Nhưng ngày nay, hầu như các anh con trai chẳng thèm nghĩ tới, rồi bỏ nhau xoành xoạch, thả con về cho bố mẹ nuôi y như đi câu thả cá. Chuyện đồng tính ngày càng công khai, tỷ lệ dân số đồng tính chắc cũng chẳng kém gì mặt bằng của thế giới văn minh. Còn chuyện có chồng, có vợ rồi vẫn cặp bồ cặp bịch lung tung thì nhiều nhan nhản. Đó là mặt công khai, chứ chẳng biết chừng tảng băng dưới mặt nước còn che giấu những gì. Với một tâm thái hồn nhiên và tích cực, thầy cảm nhận mình có bổn phận sẻ chia suy nghĩ của người đi trước đã qua nhiều trải nghiệm cuộc đời để góp phần vào việc hình thành lăng kính yêu đương tự do mà vẫn đầy giá trị văn minh của thời đại. Ta sẽ bắt gặp trong đó chuyện tình yêu và hôn nhân với những đồng điệu và khác biệt, chuyện của những người đàn ông nhiều vợ từ cổ chí kim mà thầy đã chứng kiến, hay chuyện ly dị, tái hôn của những cặp vợ chồng hiện đại. Ở đó ta thấy tình yêu vừa luôn hiện diện lại vừa vô thường, nó có thể đến và đi lúc nào ta còn chưa kịp đoán định. Nhưng đã có điều chắc chắn mà tôi cảm nhận được từ những điều thầy chia sẻ rằng đừng bao giờ mong đợi một tình yêu bền vững, đẹp đẽ nếu chỉ ngồi yên một chỗ để thưởng lãm. Tất cả sẽ luôn biến đổi, dù con người có muốn hay không. Vấn đề là bất cứ ai muốn bước vào ngôi nhà tình yêu thì luôn nghĩ đến trạng thái động, nghĩa là biết cách sống với nó ở thể hiện đại, vun xây cho nó, trân trọng nó ngay cả khi đang ngạo nghễ sở hữu nó. Với tôi, đó là một phần cốt lõi của văn hóa yêu mà bất cứ ai cũng cần ý thức để trui rèn mỗi ngày. Mến chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng trong tình yêu của chính mình. Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây, cái nền không non xa.